Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay thầy Quyến xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các em học sinh hai cái cuốn vở bài tập hóa học lớp 8 và bài tập hóa học lớp 9. Với cái khả năng kiến thức của bản thân, với những cái kinh nghiệm của bản thân dạy trong nhiều năm qua, thì thầy Quyến đã thiết kế ra hai cái vở bài tập mà có thể giúp học sinh học tốt ở trên lớp. Nội dung cái hai cuốn vở bài tập này được thiết kế theo các bài cơ bản trong sách giáo khoa hóa học 8, 9. Thiết kế dễ hiểu, dễ học, và mỗi cái kiến thức cần minh chứng thì đều có các đường link web cụ thể. Với toàn bộ những cái nội dung kiến thức ở trong sách giáo khoa hóa học 8, 9 thì những kiến thức nào mà không cơ bản thì thầy Quyến đều thiết kế ở dạng trắc nghiệm để học cho đỡ mất thời gian. Những kiến thức mà cơ bản thì sẽ trình bày theo các cách khác nhau. Thứ nhất là trình bày tự luận gợi mở. Khi mà kiến thức đó các em có kỹ năng rồi thì kiến thức đó sẽ trình bày ở dạng trắc nghiệm. Với những cái kiến thức ở dạng bài tập cơ bản ở trong sách giáo khoa hóa 8, 9 thì nội dung sẽ được trình bày một cách gợi mở ở các mức độ khác nhau. Toàn bộ nội dung về hai cuốn vở bài tập hóa học 8-9 được trình bày theo từng bài thì các bạn tải file tại học hóa.com, hoặc các bạn đăng ký các khóa học môn hóa học ở lớp 8, lớp 9 tại học hóa.com, các bạn sẽ được cung cấp toàn bộ nội dung này. Hy vọng với những điều mà thầy Quyến thể hiện, mong cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản về môn hóa, giúp các bạn học tốt môn hóa ở cấp độ sách giáo khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng.